Xét xử 6 bị cáo, Tịnh Thất Bồng Lai, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định độc thân và đang chờ có vợ. Ở phần thẩm tra lý lịch, bị cáo Lê Tùng Vân do bị khiếm thính nên tòa cho phép bà Vòng Kim Hoa được ngồi cạnh để diễn đạt lại các câu thẩm vấn cho bị cáo nghe. Tuy nhiên, bị cáo Vân phải tự trả lời. Sáng nay ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân, 90 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cùng 5 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 5 đồng phạm của ông Lê Tùng Vân gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, và Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, và Cao Thị Cúc, 62 tuổi. Chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Ở phần thẩm tra lý lịch, bị cáo Lê Tùng Vân do bị khiếm thính nên tòa cho phép bà Vòng Kim Hoa, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, được ngồi cạnh để diễn đạt lại các câu thẩm vấn cho bị cáo nghe. Tuy nhiên, bị cáo Lê Tùng Vân phải tự trả lời các câu thẩm vấn này. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân cho biết đã lớn tuổi nên không nhớ địa chỉ nơi sinh, có 2 bằng đại học. Đáng chú ý là bị cáo Vân nói mình không theo tôn giáo nào và vẫn còn độc thân, đang chờ lấy vợ. Tương tự, các bị cáo khác cũng cho rằng mình không theo tôn giáo nào. Theo đó, bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990, và bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên khẳng định mình không có cha, không có mẹ và không biết vì sao trong lý lịch ghi là con của bà Lê Thu Vân. Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương còn cho rằng mình không biết cha, không biết mẹ và không hiểu tại sao trong lý lịch ghi là con của bà Cao Thị Cúc. Bị cáo Cúc cũng phủ nhận lý lịch có 2 người con và cho rằng con của mình đều do người khác đưa nuôi. Cáo trạng xác định năm 2016, bị cáo Lê Tùng Vân và các bị can cùng một số người khác đến ở tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, do bị cáo Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia rồi lấy tên là Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Trước đó vào sáng ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, sau phần thủ tục, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Nguyên nhân hoãn phiên xử là do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát cũng có kiến nghị hoãn và phiên tòa hôm đó vắng mặt nhiều người là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, bị hại,